Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xuất hiện nhiều bệnh lý về gân cơ xương khớp, đặc biệt là hội chứng ống cổ tay. Ngay sau đây, chuyên gia về vấn đề này sẽ chia sẻ về nguyên nhân, triệu chứng cũng như là cách điều trị căn bệnh này. Ống cổ tay nó được kết cấu bởi những cái xương vùng cổ tay và hai xương đầu dưới xương gần tay. Nó tạo thành một ống, do đó là khi một áp lực tăng lên trong cái ống đó thì nó làm gây chèn ép cái thần kinh giữa. Do đó là làm chèn ép cái nhánh vận động và cảm giác của bàn tay. Nguyên nhân nội sinh nữa, tức là do một cái nguyên nhân nào đó mà có một cái khối u hoặc gãy ở đầu dưới xương cẳng tay, nó tạo lên, nó làm hẹp cái ống cổ tay lại và gây chèn ép thần kinh giữa. Do đó làm cảm giác chèn ép đó, nó lan tỏa và ảnh hưởng đến các nhánh thần kinh vận động và cảm giác của bàn tay. Về cái triệu chứng thì nó có những người rất là rõ ràng, nhưng có những người không rõ ràng. Nó cảm giác như dị cảm, giống như một cái bỏng bút đơn thuần, nhưng có người thì rất là mạnh mẽ, thường phát hiện vào trong ban đêm. Thế nhưng mà sau này thì khi bệnh nó tiến triển tốt, nó tiến triển nặng lên thì người ta có cảm giác là đau tất cả mọi lúc mọi nơi và giảm cái vận động của bàn tay mọi lúc mọi nơi. Về phương pháp điều trị của chúng tôi thì thường bệnh nhân đến sớm với chúng tôi thì phát hiện sớm thì chúng tôi điều trị bằng phương pháp nội khoa, dùng thuốc nhóm non-steroid để điều trị cho bệnh nhân, rồi sau đó vật lý trị liệu, rồi xoa bóp. Và đặc biệt là tôi có khuyến cáo với bệnh nhân là không nên dùng những cái thuốc mà có mang tính chất dầu nóng để xoa bóp, bởi vì làm sơ hóa thêm cái vùng tổn thương.